sau thông báo người nhà chuẩn bị tinh thần, sức khỏe Phi Nhung đã ổn định trở lại, vượt qua nguy kịch. Bới đây, trên trang cá nhân, nhà báo Song Minh đã cập nhật tình hình sức khỏe của Phi Nhung. Theo đó, anh cho biết, nhiều người khi hay tin về việc bệnh tình của nữ ca sĩ chuyển biến nặng đã òa à khóc. Cụ thể, nhà báo Song Minh cho biết ngày hôm qua, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi về tình hình sức khỏe của giọng ca bông điên điển khi báo chí đăng tin nữ ca sĩ hải ngoại Truy Di Phương Trinh thông báo sức khỏe Phi Nhung trở nặng bác sĩ khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Hôm qua, có biết bao tin nhắn lẫn cuộc gọi cho tôi, nhiều người oa à khóc nức nở. thấy mới thấy tình yêu thương của khán giả đồng nghiệp dành cho ca sĩ Phi Nhung rất lớn. Theo tôi, tình cảm này dù có tiền vạn, bạc muôn, chị Phi Nhung cũng không thể nào mua được. Sáng nay trời đẹp nắng vàng, nhắn tin cho nàng và được xác nhận một thông tin, sức khỏe Phi Nhung hiện ổn định rồi. Tôi thấy lòng mình vui vô cùng, năng lượng làm việc một cài đang trải dài trong tâm hồn tôi. Theo nam nhà báo, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ cả trong và ngoài nước đều đang thành tâm cầu nguyện cho Phi Nhung. Mong nữ ca sĩ sớm vượt qua được dịch bệnh nguy hiểm này. Tối ngày 24 tháng 9, quản lý và người thân của Phi Nhung cũng đăng tải dòng trạng thái ngầm tiết lộ nữ ca sĩ đang có chuyển biến tích cực sau khoảng thời gian điều trị Covid-19. Nửa đêm ngày 25 tháng 9, trung tâm Thúy Nga Paris by này nơi Phi Nhung làm việc tại Mỹ chính thức thông báo tình hình mới nhất của Phi Nhung. Theo đó, phía trung tâm khẳng định Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại bệnh viện chợ rẫy, đồng thời đính chính rằng những thông tin lan truyền trên mạng xã hội Phi Nhung qua đời những ngày qua đều không đúng sự thật. Trước đó, ngày 23 tháng 9, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo của bệnh viện chợ rẫy xác nhận Phi Nhung vẫn đang lọc máu với tình trạng nặng. Hiện các bác sĩ đang hội chuẩn để đưa ra phương án điều trị phù hợp. Có thể thấy những luận thông tin về Phi Nhung vài ngày gần đây đang có sự bất nhất. Dù đều đến từ những nơi được cho là đáng tin cậy, điều này đang khiến dư luận hoang mang về sức khỏe nữ ca sĩ hiện tại. Tính đến thời điểm hiện tại, Phi Nhung đã có một tháng điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Theo tiết lộ của con gái ruột Phi Nhung từ trước đó, nữ ca sĩ nhiễm Covid-19 nặng, không thở được, cần đến máy trợ thở và bác sĩ phải lọc máu. hay Hãy để lại bình luận cảm nghĩ của mình về video này Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh vào chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé